Chào các bạn đến kênh Lời Sự Sống Đạo Tin Lành, kênh đăng các bài giảng của các mục sư được ơn, được sự sức dầu sứ điệp dạy dỗ từ Đức Chúa Trời. Khi chúng ta chia sẻ thì đem lại cái lợi ích cho những người có nhu cầu. And we thank God that is the authority of God and the revelation of the Holy Spirit that when we share to bring benefit to those that hear. Nhưng điều đó không có ở trong cái giảng bài mà tôi chia sẻ trong ngày hôm nay. That's not in the lesson that we share today. Nhưng mà Chúa ngày cho tôi cảm nhận được có người cần nghe điều đó, và khi tôi kể lại thì cái kết quả là có người được phước là như vậy. And then so God reminded me that somebody needs to hear that, and so when I shared that the blessing came. Anh chị em, như chúng ta đã học ở trong tuần trước. Brother, last week we've learned là khi chúng ta đi ra, chúng ta chia sẻ về tin lành cứu rỗi của Chúa cho những người lân cận của chúng ta. And so when we go about and we share the salvation to those around us, thì chúng ta phải biết là lối sống của chúng ta, chứ không phải là một buổi đi chứng đạo của chúng ta. And then we have to know that it's our lifestyle and not just a event one time we go. Trong từ tiếng Anh là chúng ta là những nhân chứng, we are the witness. And so in the English we say we are the witness of Christ. Chứ không phải là chúng ta là người đi witnessing. So not no we're going to witness to people. Anh chị em nhớ cái điều đó bởi vì nó rất là quan trọng. And then so you remember that because it's very important. Hội thánh truyền thống là huấn luyện cho con cái của Chúa, rồi chúng ta có một buổi để chúng ta đi ra, chúng ta chứng đạo. Traditionally, church we have training and then we have a day where we go out to evangelize. Nên anh chị em, đây là điều mà Chúa muốn chúng ta, nó là cái lối sống của chúng ta. But brother and sister, God wants us to be. This is a lifestyle. Cái phương pháp mà chúng tôi chia sẻ với anh chị em để sử dụng nhân chương 3 câu 16 để chúng ta làm chứng. The principle we teach here in John 3:16 is how we evangelize. Nó chỉ là một cái công cụ ở trong tay của chúng ta. It is just a tool in our hand. Nó không phải là tất cả. It's not everything. Thật ra Đức Thánh Linh mới là đấng mà chúng ta nhờ cậy hoàn toàn. Holy Spirit is the person that we rely on for everything. Bởi vì chính Ngài sẽ dạy chúng ta điều phải nói, việc phải làm. Because He is the one that will teach us what to say, what to do. Chúa Giêsu cũng nói rằng khi chúng ta bị đưa đến trước những người hỏi chúng ta, thì chúng ta đừng lo sợ, bởi vì lúc đó Chúa sẽ đặt lời của Ngài trong miệng của chúng ta. Jesus himself said that when we are in front of people, God will show us what to say. Cho nên rất là quan trọng để chúng ta nhờ cậy Đức Thánh Linh. And so it's very important that we rely on the Holy Spirit. Chúng ta nhờ cậy vào sự soi sáng của Chúa. We rely on the revelation from God. Và chúng ta nhờ cậy sự bày tỏ ra của những ân tứ của Chúa cho chúng ta. We rely on how God to manifest His gift in us. Để chúng ta có thể chia sẻ những điều chúng ta nghe từ nơi Đức Thánh Linh. So that we can share then that we hear from the Holy Spirit. Và như tuần rồi chúng ta đã được nhắc nhở. And like last week we were reminded. Chúa Thánh Linh có thể đang làm việc trong lòng của họ. God, Holy Spirit is already working in the heart. Ngài có thể làm việc trong cuộc đời của họ. The Holy Spirit is working in their life. Họ có thể đã thấy những cái giấc chiêm bao. They have probably seen it in dreams. Và những chiêm bao đã làm cho họ sợ hãi. And dream caused them to be afraid. Để chúng ta bước vào trong sự dẫn dắt của Chúa. And so we walk in the guidance of the Holy Spirit. Và chúng ta hỏi họ gì chứ, bạn có hiểu những chiêm bao mà bạn thấy trong những ngày gần đây không? Friends, do you understand the dreams that you have saw these past days? Thì nếu mà họ cho phép chúng ta chia sẻ với họ cái ý nghĩa của giấc chiêm bao khi chúng ta nghe họ kể lại chúng ta cái giấc chiêm bao đó. And then, so if they give us permission to interpret the dreams that they share with us. Như chúng ta thấy Daniel đã giải điềm chiêm bao cho vua Nebuchadnezzar. And we see how Daniel interpreted the dreams of King Nebuchadnezzar. Và kết quả là vua Nebuchadnezzar đã tuyên bố rằng. And the result was King Nebuchadnezzar proclaimed. Người nào không thờ phượng Đức Chúa Trời của Daniel thì nhà của nó sẽ trở nên một đống gạch vụn. That if no one worship the God of Daniel will become a rubbles. Yeah. Chúng ta cảm ơn Chúa vì Chúa Ngài đang làm việc với những người lân cận của chúng ta. And so we thank God, God is working with the people among us. Chúa có thể tạo họ cái sự chú ý về đời sống của chúng ta. God can give us show them about the details about our life. Họ thấy và họ quan sát cách chúng ta sống, cách chúng ta làm việc. And they see how we live and how we work. Họ có thể thấy cái sự bình an mà chúng ta có. They can see the peace that we have. Hay là cái tình yêu thương chúng ta có dành cho những người cùng sở làm với mình, những người lân cận của mình. Or the love that we share with our coworkers and our neighbors. Điều đó cũng có thể mở cánh cửa cho chúng ta. Those things can be a window for us. Họ có thể hỏi chúng ta làm sao để anh chị tốt như vậy. And they would ask, how are you so nice and good?
hay là đời sống của anh chị làm sao có cái sự bình an trong cái thời buổi như thế này? Or how can your life be so peaceful in this time and age? Thì chúng ta có thể chia sẻ với họ cái lý do tại sao. And then we can share with them the reason why. Đó có thể là bắt đầu của câu chuyện để chúng ta chia sẻ về tin lành cứu rỗi của Chúa. And that could be the beginning of how we share the good news from God. Thì chúng ta có thể bắt đầu bằng cách chúng ta nói rằng, anh chị có cho phép tôi chia sẻ với quý vị lý do nào tôi có cuộc sống bình an như vậy không? And then, so we can begin by saying, brother and sister, would you like to share why I have this peace? Hay là anh chị có cho phép tôi để có thể chia sẻ với quý vị làm sao để tôi có cái tình yêu đặc biệt đó hay không? Or would you like to me to share about how I can have this special love? Thì lúc bây giờ nếu mà họ cho phép thì chúng ta dùng văn chương 3 câu 16 để chúng ta trình bày tin lành của Chúa cho họ. And so if they give us the permission, then we can use John 3:16 to share with them. Và chúng ta bắt đầu bằng cách chúng ta xin phép họ là xin cho tôi được hỏi bạn một câu. And so we can ask and says, can I ask you one question? Và bạn có bao giờ nghe về câu kinh thánh văn chương 3 câu 16 chưa? Have you ever heard the Bible verse from John 3:16? Và chúng ta có thể giới thiệu đây là một câu kinh thánh rất là nổi tiếng. And we can say that this is a very popular verse. Rất là nhiều người của các xứ người ta thuộc lòng câu kinh thánh này. And all people from all nations remember this verse in their heart. Bởi vì câu kinh thánh này chính là trái tim của tin lành của Chúa. Because this verse is actually the heart of God. Và chúng ta chia sẻ với họ văn chương 3 câu 16. And so we share with them John 3:16. Bằng cách là chúng ta đọc lên cái văn chương 3 câu 16. And so we read from John 3:16. Vì Đức Chúa Trời yêu thương thế gian. For God so loved the world. Đến nỗi đã ban con một của Ngài. That He gave His one and only Son. Hầu cho hai ai tin con ấy. That whoever believes in Him. Không bị hư mất mà được sự sống đời đời. Will not perish but have everlasting life. Và chúng ta nói rằng trong câu kinh thánh này chứa đựng ít nhất có 5 điều mà chúng ta cần biết. And so we say that in this Bible verse, there's 5 things we need to know. Nó giải thích lý do tại sao tôi có sự bình an này. And we explain why we have this peace. Hay là hãy cho biết lý do tại sao cuộc đời của tôi có thể bày tỏ tình yêu thương một cách rời rộng như vậy. And the reason why in my life I can express the love like that. Và chúng ta bắt đầu giải thích. And we continue to explain. Tuần rồi chúng ta bắt đầu với cái câu hỏi số 1. Last week we started with question number 1. Trong câu văn chương 3 16 này có 5 cái chữ chính. And in John 3:16 there's 5 main words. Thì chúng ta đã đặt cái sự hiểu biết của chúng ta cũng như là tôi đã giải thích cho anh chị em 5 cái chữ này. And so based upon our understanding I have explained to you 5 words. Và chúng ta biến 5 cái chữ này ra thành 5 cái câu hỏi. And so we transpose these 5 words into 5 different questions. Tôi chọn cái thứ tự này bởi vì tôi tin rằng người Việt Nam của chúng ta rất là cần cái sự sống đời đời. And I choose this order because I believe that our Vietnamese people need eternal life. Và nhất là khi chúng ta nói đến sự sống. Especially when we talk about life. Vì người Việt chúng ta rất sợ chết. Because Vietnamese people were very afraid to die. Không dám nói nhắc đến chữ chết trong đời sống của mình. They don't want to mention the word death. Nếu chúng ta nói chết đó thì là người ta sợ là chúng ta tù ẻo họ, cho nên họ không muốn nghe chúng ta nhắc đến chữ đó nữa. And so they don't want us to remind us about death. Nhưng mà chúng ta tin rằng khi nói đến sự sống thì họ thích lắm. And so I believe that when we say speak life, they like it. Và tất cả các tôn giáo mà người Việt Nam chúng ta quen biết cho đến giờ phút này. And in the culture of Vietnam that we know until this moment. In the religion. In the religion. Thì chúng ta biết rằng người ta nhấn mạnh đến cái chỗ là làm sao để mình có được sự sống đời đời, làm sao để mình có thể đắc đạo, làm sao để mình được lên niết bàn hay là những cái niềm tin của họ. So in the religion, they always emphasize how do we have eternal life, how do we get to Havana or the life beyond death. Cho nên câu hỏi đầu tiên mà chúng ta đặt ra với họ. So the first question that we ask. Đó là Chúa muốn bạn trải nghiệm được điều gì? What does God want you to experience? Ở trong câu kinh thánh văn chương 3:16 này Chúa muốn bạn kinh nghiệm được điều gì? In John 3:16, what does God want you to experience? Và chúng ta nói về sự sống cho họ. And so we speak about life to them. Chúng ta giải thích cái sự sống đời đời là như thế nào. And we explain what it means to live eternally. Điều mà Đức Chúa Trời muốn bạn trải nghiệm. The one that God wants you to experience. Đó là Ngài muốn bạn có một sự sống thật. God wants you to have real life. Nhằm giải quyết những nhu cầu thật sự trong đời sống của mình. To address real needs. Cuộc sống trọn vẹn cả bây giờ và cho đến mãi mãi. A full life now and into eternity. Và Chúa muốn bạn biết rằng Ngài đón nhận bạn ngay bây giờ. And God wants you that He accepts you right now. Và bạn có thể trải nghiệm được tình yêu, sự tha thứ cũng như là sự bình an của Ngài. And you can experience His love, His forgiveness and His peace.
Có nghĩa là chúng ta trải nghiệm một cái sự sống tràn đầy hy vọng. And so we experience a life full of hope. Và sự giúp đỡ đến từ Đức Chúa Trời. And the help from the Lord. Ngay bây giờ. At this moment. Và suốt cả cuộc đời của mình. And the rest of our life. Để chúng ta có thể khám phá được và sống với mục đích và được quyền năng của Chúa để làm những điều đúng ở trước mặt Chúa. And so here we can discover and live a life according to the purpose of God. Để rồi chúng ta có một cái niềm hy vọng và được đảm bảo về sự sống đời đời của mình. And so we can be assured of our life and have eternal life in God. Để chúng ta biết rằng khi chúng ta lìa cuộc đời này, chúng ta biết mình đi về đâu. And so we know that when we die, where we will be. Và chúng ta qua câu hỏi thứ hai. And we go into the second question. Nhưng mà điều gì ngăn trở bạn trải nghiệm được sự sống đời đời này? So what is hindering us from experiencing this? Để chúng ta nói về cái chữ thế gian đó. And we talk about the world. Đây là một cái thế giới tan vỡ. This is a broken world. Nó bị một cái chứng bệnh chung gọi là tội lỗi. And it has a great disease called sin. Tại sao? Why? Tại vì thế giới này là căn nhà của những tội nhân đang ở. Because this is a house for sinful people. Cho nên tội nhân thì họ làm những công việc tội lỗi. So sinful people will do sinful things. Tội ác xảy ra. Sin happen. Làm cho cuộc đời của nhiều người bị những đau khổ mà người khác mang đến. So cause a lot of people with misery come about. Và có những cái công việc mà người ta phải gặt lấy bởi những cái công việc tội lỗi mà họ đã làm. And then so they have to reap because of the sin that they committed. Và cái điều này phá vỡ mối liên hệ hiện tại của họ với Đức Chúa Trời. And so this caused a separation between people and God. Và sẽ đưa đến cái kết quả là chúng ta sẽ vĩnh viễn xa cách sự hiện diện của Ngài. And so the result of that is that we're separated completely from God. Và đó là ý nghĩa của cái chữ hư mất. And that is the meaning of being lost. Nó ám chỉ một nơi mà Đức Chúa Trời gọi là địa ngục. And it results in a place where God called hell. Một nơi không có ánh sáng, một nơi không có tình yêu thương của Ngài. A place without light, a place without the love of God. Nhưng mà Chúa quan tâm đến bạn rất nhiều. But God cherishes you. Cho nên Ngài đã làm một cái giải pháp cho chúng ta. And so he gives us a way out. Điều đó dẫn chúng ta đến câu hỏi số 3. And that leads to us the third question. Đó là Đức Chúa Trời cảm thấy như thế nào về điều này? So how does God feel about this? Tội lỗi làm đau lòng Chúa. Sin grieves God. Và tội lỗi cũng đem lại sự đau đớn cho đời sống của con người của chúng ta. But also sin causes grief and pain in our life. Chúa yêu chúng ta và Ngài muốn chúng ta trải nghiệm tình yêu của Ngài. But God loves us and God wants us to experience His love. Nhưng mà Ngài là Đức Chúa Trời thánh khiết. But God is holy. Hoàn toàn công bằng. And just. Cho nên Ngài phải trừng phạt tội lỗi. And so He has to punish sin. Công lý hoàn hảo của Ngài đòi hỏi Ngài phải trừng phạt tội lỗi. And so based on His just character, so He has to punish sin. Nhưng mà vì Ngài yêu thương bạn, yêu thương chúng ta, cho nên Ngài muốn tha thứ cho chúng ta. But God loves you. God loves all of us. So He wants to forgive us. Ngài không muốn chúng ta hư mất. God doesn't want us to be lost. Ngài không muốn chúng ta xa cách Ngài mãi mãi. Doesn't want us to be separated from Him eternally. Nên Ngài muốn chúng ta có thể kinh nghiệm được sự phục hồi của Ngài. God wants us to experience His restoration. Và Ngài muốn giúp bạn giải quyết cái sự gãy đổ do tội lỗi mang đến. And God wants us to resolve the separation because of sin. Ngay trong ngày hôm nay. In this very day. Thông qua mối quan hệ mật thiết với Ngài. And to have a relationship with God. Bởi vì như vậy cho nên để tình yêu thương Ngài dành cho bạn. And because of the love that He's reserved for us. Ngài đã làm một điều rất là lớn lao để có thể giải quyết nan đề của bạn. He did a great thing to resolve this situation. Để dẫn chúng ta đến câu hỏi thứ tư chúng ta hỏi họ. And that leads to the fourth question that we asked them. Đó là Đức Chúa Trời giải quyết vấn đề tội lỗi của bạn như thế nào? How does God solve all problem with sin? Và chúng ta nói về Đức Chúa Con ở tại đây. And then so we hear we say about God the Son. Đức Chúa Trời đã giải quyết nan đề tội lỗi của chúng ta trong Đức Chúa Giêsu. God resolved the sin for the world through Jesus Christ. Ngài được gọi là Chúa Con, là con của Đức Chúa Trời. Jesus was called the Son of God. Bởi vì Ngài vừa là Đức Chúa Trời, Ngài vừa là con người hoàn toàn. Because He was God, but He was also human. Ngài đã sống một đời sống không có tội lỗi, vô tội. He lived a sinless life, perfect. Một đời sống hoàn hảo. A perfect life. Không có gì để bị trừng phạt. Nothing to deserve punishment. Nhưng Chúa Giêsu đã chịu chết trên thập tự giá. But Jesus was willing to die on the cross. Bởi vì Ngài chết để gánh thay tội lỗi của chúng ta mà chúng ta đáng phải chịu. So He died to as a punishment for our sin, the sin that we deserve. Rồi Ngài đã chịu chôn. And He was buried.
Ngài đã sống lại từ cõi chết. And he lived from death để sống đời đời. To live eternally. Và Chúa Giêsu muốn bạn kinh nghiệm được sự sống đó của Ngài. And God wants us to experience that life. Một cuộc sống trọn vẹn. A life that is perfect. Ngay bây giờ và mãi mãi. At this point and into eternity. Trong một mối liên hệ mật thiết với Đức Chúa Trời. In an intimate relationship with the Father. Và chúng ta dẫn đến câu hỏi thứ năm. And so that leads us to the fifth question. Làm thế nào để bạn có thể bắt đầu trải nghiệm sự sống thật? What you must do to experience true life? Thì Giăng chương 3 câu 16 nói rằng bạn phải tin nơi Chúa. And so in John 3:16 says, brothers, you have to believe in God. Có nghĩa là bạn đặt niềm tin vào Ngài là ai? Believing in God, who He is. Là Đức Chúa Trời bằng xương bằng thịt. That Jesus through bones and flesh. Có nghĩa là chúng ta tin cậy vào những điều Chúa Giêsu đã làm cho chúng ta tại thập tự giá. And so we believe what Jesus did for us on the cross. Ngài đã chịu chết để chịu hình phạt một cách trọn vẹn cho tội lỗi của chúng ta. He is willing to die as a payment for our sins. Và cho chúng ta được tha thứ. So that we would be forgiven of our sins. Và Chúa Giêsu Ngài đang sống. And so Jesus Christ is living. Và mong muốn mối quan hệ cá nhân với bạn. And wants an intimate relationship with you. Bạn có thể bắt đầu trải nghiệm cuộc sống này với Ngài. And you can experience this life with you. Là cuộc sống mà Ngài muốn dành cho bạn. And a life that God reserved for you. Khi bạn tiếp nhận cho đời sống của mình. And so when you accept Christ in your life. Và mời Ngài bước vào đời sống của bạn. And invite Him into your life. Đó là năm cái câu hỏi chúng ta đặt ra và chúng ta trình bày tin lành của Chúa dựa trên Giăng chương 3 câu 16. And so those are the five questions that we ask when we share the good news of God. Vì Đức Chúa Trời yêu thương thế gian, đến nỗi đã ban con một của Ngài, hầu cho hễ ai tin con ấy không bị hư mất mà được sự sống đời đời. For God so loved the world that he gave his one and only son that whoever believes will not perish but have eternal life. Thì chúng ta thấy tại đây năm chữ đó thì chúng ta thấy là có Đức Chúa Trời. And then, so we see here five words. We see this, the God. Yêu thương thế gian của chủ thế gian. Love the world. Đến nỗi đã ban con một của Ngài. That he sent his only begotten son. Chúng ta thấy chữ con một ở tại đây. And so we see the word son. Cho hễ ai tin con ấy. That whoever believe. Không bị hư mất. Will not perish. Mà được sự sống đời đời. But have eternal life. Và chúng ta đem cái sự sống đời đời đặt lên câu hỏi thứ nhất để chúng ta trình bày tin lành của Chúa. And then so we bring back the eternal life on the first question according, and then we place that question in the according to that order. Và khi chúng ta chia sẻ xong câu trả lời cho năm cái câu hỏi này. And then so after we share and ask these five questions. Và trình bày tin lành của Chúa dựa trên cái giảng bài này. And share the good news based on these five questions. Thì đến cái chỗ chúng ta mời họ tin nhận Chúa. And then leads us to asking them to receive Christ. Đó là bạn. Chúng tôi kêu gọi bạn làm điều này một cách cá nhân. And so I invite you to do this personally. Và chúng ta gọi tên của họ và hỏi xem họ có cảm nhận được Chúa Ngài đang thúc đẩy trong tấm lòng của họ để nhận sự sống đời đời này không. And so we call upon the name and we ask them, is God moving your heart to accept this? Nếu họ trả lời là có thì chúng ta hướng dẫn họ tiếp. And if they say yes, we continue to lead them. Nếu không thì chúng ta cầu nguyện cho họ ngắn và cảm ơn họ đã dành cho chúng ta thời gian để lắng nghe chúng ta. And so if no, then we short give them a short prayer and then. Và nói rằng bất cứ lúc nào. Say, and at any moment. Mà bạn sẵn sàng. When you're willing. Bạn cũng có thể kêu cầu Đức Chúa Giêsu. You can call upon Jesus Christ. Nhận sự sống đời đời từ nơi Ngài. To receive eternal life from Him. Để có thể kinh nghiệm được sự tha thứ và sự sống đời đời. To experience the forgiveness of sin and eternal life. Đừng có lúc đó chúng ta mắng chửi họ và nói rằng nãy giờ tôi nói mà không chịu nghe. Nhưng mà chúng ta đừng để cho cái hạt giống nó bị hư đi. Và chúng ta tưới nước nó. Chúng ta mở một cái cánh cửa trong tương lai. Là khi họ sẵn sàng, họ có thể cầu nguyện tiếp nhận Chúa. And so don't yell at them and ruin the seed that was there. And so we nurture that seed so that at that moment when they're ready to receive, they receive. Nhưng mà nếu họ đáp lời là họ sẵn sàng để đón nhận Chúa Giêsu, con của Đức Chúa Trời làm cứu Chúa của mình. But if they respond and says, I want to accept Jesus in my as my savior. Thì chúng ta mình nè nói rằng tuyệt vời, bạn có thể thực hiện điều này ngay hôm nay. And we excitedly say, awesome, let's receive Jesus today. Nó là rất là đơn giản như thế này. And it's very simple like this. Ở bên tiếng Anh thì các bạn có thể nói rằng nó rất là đơn giản như là ABC đó. And in English we can say as simple as A, B and C. Thì ABC trong tiếng Anh thì chúng ta biết rằng nó bao gồm cái việc là admit, believe và commit. And in ABC in English
It says like admit, believe and commit. Và bên tiếng Việt thì chúng ta sửa lại làm ba cái chữ nhận. And in Vietnamese, we change it to. Thứ nhất là chúng ta thừa nhận hay là admit rằng chúng ta phạm tội và cần sự tha thứ của Chúa. The first is that we have to admit that we're sin and we need forgiveness of God. Và thứ hai là chúng ta tin nhận Chúa Giêsu là Ngài đã chết để gánh thay hình phạt cho chúng ta và sống lại mãi mãi để ban cho chúng ta sự sống đời đời, sự sống trọn vẹn. The B is we need to believe in Jesus that He died taking our punishment and rose forever to offer His life to the fullest. Thứ ba là chúng ta tiếp nhận. Third is we need to commit. Là hãy cam kết để Chúa Giêsu định hình cuộc đời của bạn và chọn bước theo Ngài là người hướng dẫn đời sống của bạn. So we need to commit to Jesus, letting Jesus shape our life and choose to follow Him as our leader. Rồi chúng ta hướng dẫn họ cầu nguyện, lời cầu nguyện, tiếp nhận Chúa làm cứu Chúa của đời sống. And then so we lead them to the prayer to accept Jesus. Chỗ này chúng ta có thể cho họ có sự lựa chọn. And then so here we can give them an option. Chúng ta hỏi là bạn có thoải mái để cầu nguyện mà không cần sự giúp đỡ của tôi không? Are you comfortable praying and don't need my help? À, nếu không thì tôi có thể giúp đỡ cho bạn. If not, I can lead you in the prayer. Nếu nói được, tôi có thể cầu nguyện để tin Chúa. And if no, I can pray by myself to accept God. Thì chúng ta để ý xem họ cầu nguyện như thế nào. And so we pay attention how they pray. Nếu chỗ nào mà họ thấy còn thấy thiếu, chúng ta nhắc họ để cầu nguyện thêm. And so in the prayer, if there's something that's lacking, then we remind them how to pray. Và đối với người Việt Nam của chúng ta, thì chúng ta biết rằng cái quyết định cá nhân người ta muốn cũng chính miệng của mình nói. And then, so according to the Vietnamese, our tendency is that when they want to accept something, they want from their own mouth. Nhưng mà chúng ta cũng biết rằng có những người họ đây là một cái việc rất là lớn lao trọng đại cho nên họ cần được giúp đỡ. And then, so to other people, this is something that is really great decision, a big decision. So they need. Đối với người theo các tôn giáo khác là họ phải qua cái nghi thức, ví dụ như xuống tóc, họ cạo đầu cho họ để họ trở nên một người Phật tử. And we're talking about different religion. They do something like the shaving their head to become a Buddhist monk. Hay là những cái tôn giáo khác chúng ta biết rằng họ đã có những cái nghi thức rất là rùm rà. And in other tradition, they have something that's pretty extreme. Cho nên nếu chúng ta mà làm cho cái công việc nó quá đơn giản, thật ra thì rất là đơn giản, chỉ có tin vào Chúa Giêsu thôi. Nhưng mà chúng ta muốn giúp đỡ cho họ để họ thấy cái sự lâm trọng của vấn đề. And then, so if we look at it, it's just a simple thing. But it is simple. But the thing is that we need to really treasure and value it. Và đó là cầu nguyện mà tôi đề nghị anh chị em hướng dẫn người ta cầu nguyện. And the prayer how you will lead our brothers to Christ. Em sinh hoạt trong hội thánh tôi đây anh chị em nghe rất là thường. And as you fellowship in church, we see it very often. Nhất là hội thánh của Chúa tôi đây chúng ta hướng dẫn cho người ta cầu nguyện, tiếp nhận Chúa rất là thường. And even in this church, we see that we lead a lot of people to pray, accept Christ very often. Ở chỗ này tôi cũng mở ngoặc tới đây để nói với anh chị em là những người đã lớn lên trong hội thánh truyền thống. And then, so here I like to also remind those that grown up in traditional church. Chúng ta biết rằng có những hệ phái thì người ta tin rằng phải là mục sư mới có thể hướng dẫn người ta cầu nguyện tin Chúa. And so we know there's certain denomination that says that only the pastor can lead certain people to believe to accept Christ. Nhưng mà không có chỗ nào trong Kinh Thánh bảo rằng phải có cái điều kiện đó. But there's nothing written in the Bible that talks about that principle. Chúng ta thấy rằng nó cũng là vô lý phải không chị? And so we think that's nonsense. Mình đang đi ở bên ngoài làm chứng và có người muốn tin Chúa ở ngoài chợ hay là tại sở làm của mình. And we go about and we're witnessing at our work or at the shopping and people want to accept Christ. Nhưng mà theo như cái sinh hoạt của các hệ phái đó thì chúng ta không được quyền để hướng dẫn họ cầu nguyện tin Chúa ngay tại chỗ. And as according to the denomination, the belief of those denominations, they say, oh, we can't lead them to accept Christ. Phải chạy đi kiếm một mục sư mới được. And so they have to run, find a pastor. Và cuối cùng rằng đánh mất cái cơ hội để hướng dẫn với người đó, nói lên cái lòng tin của họ và tiếp nhận sự cứu rỗi của Chúa. And the result is that they lost the opportunity to lead that person to accept Christ. Và có thể người đó vì lý do nào đó ngày hôm đó có thể là họ qua đời mà chưa có cơ hội để bày tỏ cái lòng tin của mình qua lời cầu nguyện. Who knows? That person maybe something happened when they passed away and they lost the opportunity to testify to share about the belief in God. Tôi kể câu chuyện này để cho chúng ta thấy cái tầm quan trọng của vấn đề. And so I share about the story to signify the importance of this. Người ta kể câu chuyện về cuộc đời của mục sư D.L. Moody. Share about the story about Pastor D.L. Moody. Một ngày kia ông giảng lời của Chúa tại thành phố Chicago. One day he was sharing the word of God at the city of Chicago.
Và khi ông kết thúc cái bài giảng, and once he conclude the message, và ông kêu gọi người ta tin nhận Chúa, and he called people to accept Christ, thì tất cả mọi người trong hội chúng đứng lên cầu nguyện muốn tin nhận Chúa. So everybody in the meeting wants to stand up and accept Christ. Ông không tin nổi những điều mắt ông thấy. He couldn't believe what he was seeing. Ông nói rằng tất cả ngồi xuống. He says, all sit down. Quý vị chắc là không nghe kỹ những điều tôi vừa mới giảng. You probably didn't hear clearly what I was sharing. Cho nên hãy suy nghĩ thật là kỹ về cái sự kêu gọi này. So very think deeply about this calling. Đó là nếu ai thật sự muốn cầu nguyện, tin nhận Đức Giê-xu, mời Ngài làm cứu Chúa đời sống để được cứu, xin đứng lên. And so if you want to accept Jesus Christ as your Savior, please stand up. Tất cả mọi người đứng lên một lần nữa. And everybody stand up once again. Ông rất là bực mình, ông nói rằng quý vị không hiểu điều mà tôi đang kêu gọi. And he was very frustrated. Brother and sister, you don't understand what I'm calling. Ông nói rằng bây giờ quý vị đi về nhà, tối hôm nay suy nghĩ cho thật kỹ, rồi ngày mai trở lại. Ai mà vẫn còn thật sự quyết định tin nhận Chúa, tôi sẽ hướng dẫn quý vị cầu nguyện ngày mai. And then, so you go home, think about it, and then tomorrow, if you really, really accept Christ, I'll lead you in prayer. Và lịch sử kể lại cho chúng. And history tells us. Tối đêm đó, Chicago công trận cháy lớn nhất trong lịch sử của nước Mỹ. That very night, Chicago, the city of Chicago had a biggest fire in the history. Những người trong hội chúng ngày hôm đó tất cả đều chết cháy. All the people in that congregation, all of them were burned to death. Rồi để lại trong một sự điềm đi một cái hối hận và cũng một cái quyết tâm rất là lớn trong đời sống của ông. And then it set on Pastor Moody a great regret in his heart, but also a great calling. Đó là ông cần có cái ơn phân biệt của Đức Thánh Linh để kinh nghiệm được sự bày dạy Đức Thánh Linh để ông không hành động một cách hết sức là thiếu sự hướng dẫn như vậy. And then, so he needs a great discernment from the Holy Spirit and he just not just walk without that. Và sau đó ông đã kinh nghiệm được đầy dẫy được bắt tem trong Đức Thánh Linh. And after that he experienced the full outpouring of the Holy Spirit on his life. Ông đã có một cái câu nói rất là hay để chúng ta để ý đến trong đời sống của chúng ta. And he had a statement that is amazing statement that we need to pay attention in our life. Có Đức Thánh Linh ở bên trong và Đức Thánh Linh giáng trên là hai kinh nghiệm khác nhau. And having the Holy Spirit within and having the overflowing of the Holy Spirit is two different events. Come up on, the Holy Spirit come up on. Bởi vì ông biết rằng mình đã tin Chúa và mình đã được kêu gọi để làm người giảng tin lành của Chúa. And so he knows that he has accepted God and he was the one that sharing the good news of God. Ông có công tác của Đức Thánh Linh ở trong lòng của ông. The Holy Spirit is working within him. Nhưng mà ông thiếu cái sự Đức Thánh Linh giáng trên như công vụ các sứ đồ đã bày tỏ ra. But he lacked the Holy Spirit pouring upon him in like what it happened in the book of Acts. Cho nên sau cái kinh nghiệm đó, ông đã thấy một cái sự khác biệt rất là rõ ràng ở tại đó. And so after that experience, he saw a great difference between that. Bởi vì một người đầy dẫy Đức Thánh Linh sẽ nhận biết được một điều. Because a person that is overflowing with the Holy Spirit will know one thing. Đó là Đức Thánh Linh sẽ hướng dẫn cho người đó. The Holy Spirit will lead that person. Thì cái việc mà trong tất cả hội chúng đều muốn đứng lên tin nhận Chúa trong một buổi là cái chuyện dễ dàng xảy ra vì Đức Thánh Linh hành động. The thing of happening that the whole church standing up to accept Christ, that's easy in God because God is moving. Vì ông thiếu cái sự hướng dẫn của Đức Thánh Linh. Because he lacked the guidance of the Holy Spirit. Cho nên ông không dám tin rằng tất cả mọi người có thể được cứu trong một buổi giảng. So he didn't have the faith to believe that the whole congregation would accept Christ. Nếu ông Peter giảng một bài giảng mà có 3,000 người tin Chúa. And if Peter is able to share and that 3,000 people accepted Christ. Bởi vì ông đã được báp têm trong Đức Thánh Linh. Because he was baptized in the Holy Spirit. Thì khi chúng ta chia sẻ lời của Chúa. And so when we share the word of God. Mà tất cả mọi người có thể đáp ứng lại với sứ điệp thì đó là chuyện tự nhiên bởi vì Đức Thánh Linh làm việc trong họ. And that everybody that hears it, respond to it, that's normal because the Holy Spirit is working. Và D.L. Moody cũng làm một cái quyết tâm không dời đổi những ngày còn lại của cuộc đời của ông. And so D.L. Moody made a determination that he would not change the days that he lived. Là ông không chờ đợi mà lập tức hướng dẫn để mọi người có cơ hội ăn năn để được cứu trước khi họ rời buổi nhóm. And then he will determine never to wait another day to lead people to accept Christ. Tất nhiên như vậy mà ông còn làm một cái quyết tâm rất là lớn. Not only that, but he made a great determination. Là ông không để một người ngày nào trải qua mà ông không ra đi để giới thiệu về Chúa cho ít nhất một người tiếp nhận Chúa làm cứu Chúa đời sống. A great commitment that he says he will not waste a day where he's going out to lead at least one to Christ. Vì chúng ta không biết chuyện gì xảy ra cho một người sau một đêm hay là sau một ngày trải ra. And so we don't know what happened to one person after one night or one day.
như trận cháy tại Chicago đã giết chết nhiều người. It's just like the fire in Chicago that killed many people. Ông không để cho việc đó xảy ra lần thứ hai. He would not allow that to happen a second time. Các anh chị em, cái cấp bách ở trong tấm lòng và giọng nói của chúng ta đó cũng sẽ làm cho người nghe đầy cái tính thuyết phục. And brother and sister, the thing that's speaking in our heart will allow the people that hear, they will submit. In the urgency. Khi chúng ta nói, một cách gọi là có cũng được, không có không sao đó, thì chúng ta sẽ thấy rằng người ta rất là khó để đáp ứng. It is, so when we say, do you have it? If you don't have it, don't worry. And then it's really hard for them to respond. Bởi vì người ta đọc thấy rằng chúng ta thật sự cũng không tin những điều chúng ta đang nói. And then so they'll see that truly, we probably not believe fully in the things that we share. Nếu những ai tin con ấy không bị hư mất mà được sự sống đời đời là cái chuyện hết sức là quan trọng mà chúng ta tin như vậy. And then, so the thing that we need to know here is that those that believe in God will not perish but have eternal life. Something that's very important. Thì cái lời kêu gọi của chúng ta nó phải rất là cấp bách. And then, so all calling to them has to be very urgent. Thí dụ như chúng ta thấy một người đang đi ở trên một cái lề đường. And then, for example, maybe we see somebody walking on the sidewalk. Và thấy có một con rắn ở phía trước. And then seeing a snake in front. Và chúng ta nói rằng, tôi chẳng còn rắn. Watch out for that snake. Thì chắc là không có phản ứng gì của cái người đi, phải không chị em? And then so the person that's walking probably not even gonna pay attention. Và chúng ta nói rằng, tôi chẳng còn rắn. But we say, no, watch out for the snake. Chúng ta tạo cái sự chú ý của họ liền, phải không? And then so we capture their attention. Và chính cấp bách của cái giọng nói của chúng ta khiến cho họ phản ứng liền. And then so even in the way we express it, it caused them to respond right away. Cái sự nhiệt thành đó không thể đến được từ chúng ta mà phải đến được từ Thánh Linh. And so that wholeheartedness can't come from us, but it has to come from the Holy Spirit. Bởi vì Ngài làm việc. Because He's working. Ngài sẽ khiến cho tiếng nói của chúng ta cũng như sứ điệp chúng ta chia sẻ. And He will cause our voice, our message that we're sharing. Nó trở nên như cắt đứt ở trong tấm lòng của người. Will cause to be like a knife that's cutting in the hearts of people. Giống như Phi-rô chưa giảng xong là người ta đã la lên. Chúng ta phải làm gì để được cứu? Just like Peter, even before he shared the message, people cry out, "What do I need to do to accept God?" Một trong những điều mà Chúa cho của đại hội của chúng ta. One of the things that we saw happen in our conference, revival conference. Đó là chúng tôi có nhiều trường hợp là chưa có kết thúc bài giảng, chưa nói hết lời, là người ta đã tràn lên để nhận cái sự cầu nguyện. And we saw a situation where even we didn't finish sharing the message, and people are responding and running up to pray. Cũng có những đại hội khác mà chúng tôi quan sát. And then there's other conference that we witness. Ông mục sư diễn giả giảng xong một bài giảng. The guest speaker, as soon as he's finished with the message, ông kêu gọi cả buổi không ai đáp ứng. And he called and nobody responded. Cái sự khác biệt là chỗ sự vận hành của Đức Thánh Linh. The difference is that the work of the Holy Spirit. Amen, anh chị em. Amen, brother and sister. Cảm ơn Chúa. Thank you, God. Chúng ta hướng dẫn họ cầu nguyện như thế này. We lead the person to pray like this. Là Chúa Giêsu kính yêu. Dear Lord. Đây là điều quan trọng. Họ phải thừa nhận rằng họ là một tội nhân. Con thừa nhận rằng con là một tội nhân. And this is the important thing. They have to admit that they are a sinner. Và cần sự tha thứ của Ngài. And need your forgiveness. Con tin Ngài đã chết trên thập tự giá để gánh lấy hình phạt tội lỗi cho con. I believe that you die on the cross to take away the punishment of my sin. Con tin Chúa đã sống lại. I believe God you rose again. Và đang sống để giúp con sống một cuộc đời trong tình bằng hữu với Chúa. And is alive right now and helping me live a life with fellowship, friendship with you. Cảm ơn Chúa vì tình yêu và sự chấp nhận của Ngài. Thank you, God, for your love and acceptance. Là Chúa Giêsu, con muốn dấn thân theo Chúa. Jesus, I want to commit my life and follow you. Xin Chúa bước vào cuộc đời con. Step and come into my life. Ở chỗ này là chỗ mà chúng ta cũng để ý có nhiều người kiểu xin Chúa bước vào trái tim của con hay là tấm lòng của con. And something, this is something we need to pay attention. A lot of people will say, God step into my heart. Cái danh từ đó nó rất là của người đặc ngữ của người tin lành của chúng ta. And that's something that we tend to use as Christian. Người chưa tin Chúa họ không biết là bước vào tấm lòng hay bước vào trái tim của họ là Chúa bước làm sao. And those that haven't accepted God or doesn't know God would not know what step to bước vào chân trái hay là bước vào chân phải. Left foot or right foot. Nhưng mà chúng ta nói rằng xin Chúa bước vào cuộc đời của con thì họ hiểu. But we say God come into my life and then they'll understand. Và thay đổi bất cứ điều gì không làm hài lòng Ngài. And change everything that's not pleasing you. Amen. Amen. Được không chị? Is that good? Rồi. Bây giờ thì chúng tôi có một cái tờ giấy nhỏ mà đã gửi ra cho anh chị em đó. And so we have a small sheet of paper.
to give our brothers and sisters. Chúng tôi cô đọng 5 câu hỏi và những cái điểm chính của việc chúng ta trình bày cho từng câu hỏi đó ở trong cái trang giấy này. Then, so we have 5 questions and the main points of each question in this sheet paper. Chỉ có thiếu cái lời hướng dẫn cầu nguyện mà thôi. It's only lacking the leading of the prayer. Tôi khuyên các anh chị em nhận cái bản này và để ở trong cuốn kinh thánh của mình. I encourage our brothers and sisters to take this and put it in your Bible. Vì lúc đầu chúng ta có thể chưa quen và nhớ hết để chúng ta trình bày. At first we probably not familiarize ourselves and not remember everything. Cho nên chúng ta có thể để đó để chúng ta có thể ôn lại. And so just leave it in your Bible so that you can come back to it. Và chúng ta sử dụng nó để nhắc nhở chúng ta. Use it to remind us. Thì bây giờ anh chị em có trong tay chưa? If you have, do you have it in your hand now? Thì chúng ta xem lại, chúng ta thấy có 5 cái khung đầu trước cái khung cuối cùng đó, thì chúng ta thấy rằng đó là 5 cái khung nói đến 5 câu hỏi mà chúng ta đặt ra. And then, so the first 5 square, those are the 5 questions that we need to ask. Câu hỏi thứ nhất là Chúa muốn chúng ta có và kinh nghiệm điều gì? And the first question is, what does God want us to experience? Câu trả lời là Chúa muốn chúng ta kinh nghiệm sự sống, phải không? And God, the answer is that God wants us to experience life. Chúng ta, trong cái tài liệu giúp đỡ cho chúng ta, cái sự sống đời đời là như thế nào và ngay bây giờ và đời đời là ra sao? And so in this material, it leads us to ask question about what is life now and what's life eternally. Sang câu hỏi thứ hai là điều gì khiến cho chúng ta không thể kinh nghiệm được cái sự sống này? And the second question is, what is hindering us from experiencing this life? Chúng ta nói về thế gian hay là nói về tội lỗi? And we talk about the world, we talk about sin. Và chúng ta đã định nghĩa cái chữ hư mất. And we share about the loss. Word loss. Và chúng ta cũng nói đến từng cá nhân, cái lối sống của chúng ta là ích kỷ, tự kỷ. And we can share about our flesh life, how we are greedy and. Và cái điểm chính thứ ba của việc tội lỗi là chúng ta nói đến năng đề, đó là Đức Chúa Trời gọi những cái điều đó là tội lỗi trong đời sống. And the third question is that we say that that is sin in our life. Và câu hỏi thứ ba của chúng ta là tấm lòng của Đức Chúa Trời cảm thấy thế nào về điều này. And the third question we ask is, what's God feeling about this? Thì chúng ta nói về Đức Chúa Trời. And we talk about God. Ngài là Đức Chúa Trời yêu thương. God loves. Nhưng mà Ngài cũng là Đức Chúa Trời công bình và thánh khiết. But he's just and holy. Ngài yêu thương tội nhân là mỗi một chúng ta. He loves sinner, each and every one of us. Nhưng mà Ngài ghét tội lỗi. But he hates sins. Và Ngài phải trừng phạt tội lỗi. And he has to punish sins. Nhưng mà bởi vì Ngài yêu thương chúng ta. But because he loves us. Cho nên Ngài đã trừng phạt điều đó trên chính mình Ngài khi Ngài mặc lấy thân xác con người trong Đức Chúa Giêsu. So he brought that punishment upon himself by through Jesus Christ. Để chúng ta có thể kinh nghiệm được sự tha thứ của Chúa. So that we can experience his forgiveness. Cảm ơn Chúa, chúng ta nói đến câu hỏi cuối cùng là làm thế nào để chúng ta bắt đầu trải nghiệm những gì Chúa mong muốn cho chúng ta. So thank God, then we lead on to the last question. What do we need to do to experience? Tất cả những gì chúng ta cần làm đó là đặt lòng tin và tiếp nhận cho chính mình. Everything we need to do is just to have faith and accept Jesus. Chúng ta giúp đỡ và trình bày cho họ thấy rằng niềm tin hơn chỉ là biết về Đức Chúa Giêsu. And we share with them, faith is not only knowing Christ. Hay là khi có nhu cầu chúng ta kêu cầu Ngài, cầu nguyện với Ngài. Nhưng mà đức tin là chúng ta cam kết và giao phó đời sống của mình cho Chúa. But faith is something that we commit and we commit our whole life to God. Xin nhận những tội lỗi của mình và tiếp nhận sự tha thứ của Ngài. Ask for forgiveness of our sins and receive His forgiveness. Anh chị em nắm được vấn đề không? You guys grab hold of all the points. Bây giờ có thể chia sẻ lại cho người khác không? So can you share to others? Bây giờ chúng ta sẽ thực tập. So let's practice. Chúng ta sẽ chia mỗi nhóm 2 người, người này làm chứng cho người kia. And so we'll share a group of 2, one will witness to the other. Mà cái người nghe đó, xin làm ơn là cũng phải đóng cho đúng cái vai của mình. Đừng có dặn dẹo bắt bẻ vì anh em chúng ta mới tập nha. So for those that are listening, play your role properly. Don't be, trying to làm khó. Make it hard for them. They're the first time, okay? Okay. Tôi tin rằng có một số anh chị em thì cũng đã quen thuộc với cái câu kinh thánh này rồi. So nhưng mà theo cái phương pháp này, như cái dạng bài này, có thể là lần đầu tiên mình sẽ chia sẻ. So I know that probably a lot of us know this Bible verse, but according to the way that it's done, let's try it, to apply it. Một câu hỏi khác là, một cái vấn đề khác mà chúng ta cần được nhắc ở tại đây. Another issue that we probably need to remind it here. Tôi có thể chia sẻ theo cái cách của tôi được không, mục sư? Can I share based on my ways, Pastor?
Không. No, 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 no. Tại vì chúng ta muốn được huấn luyện để chúng ta có một cái giảng bài này. So we want to be trained so that we have these principles. Bởi vì đã được suy nghĩ và đã được xếp đặt một cách rất là thứ tự. Because this material has been thought through and put in a certain order. Hầu cho chúng ta chia sẻ mà chúng ta không có bỏ quên những chi tiết quan trọng. And then, so when we share, we don't forget important points. Thì vì chúng ta có một thái độ là không, tôi nói thì với cách của tôi chứ đâu cần theo như sự huấn luyện của mục sư Khánh để làm gì. And if we have an attitude, no, I'm going to share my own way, I don't need to buy Pastor Khánh's training, come on. Nhưng mà chúng ta có một cái giảng bài này để giúp cho chúng ta giống như là cái đường rầy đó, để chúng ta chiếc xe lửa của chúng ta nó chạy trên cái đường rầy này, nó không bị nhảy lề, nó cũng không bị lạc đề. And then, but we have this material, it's kind of like a train track, right? And then so when the car is running, it won't jump and go to a different bad route. Bây giờ anh chị em được cho phép để có thể sử dụng cái tờ giấy mà tôi gửi đến cho anh em để anh chị em có thể vừa nói mà vừa nhìn clip nó một chút xíu, đừng có lệ thuộc vào nó hoàn toàn. So, mà chúng ta nhớ đến năm câu hỏi và chúng ta trả lời năm câu hỏi đó. Nhớ cái câu kinh thánh nền tảng của chúng ta là Giăng chương 3 câu 16. So you can look at the paper, so it's not cheating, you can look at it, but don't rely on it too much. Ask those five questions and remember the main important verse in John 3:16. Okay, có ai có thắc mắc gì trước khi chúng ta thực tập? Anybody have any questions before we apply, practice? Okay, nếu không thì chúng ta chia nhóm trong thời gian mỗi nhóm 2 người. Alright, if not, let's separate into groups of 2 and let's do it. Okay. Bây giờ anh chị em có muốn là mình chọn một cái người mà không có theo cái ý của mình không? Do you want to choose someone that's not according to your thought or your thinking, liking? Thì như vậy nó sẽ được cân bằng đó. Thì chúng ta đếm 1, 2, 1, 2, rồi những người số 1 thì chúng ta sẽ đứng về một phía và chúng ta chọn những người số 2 để chúng ta có thể chia sẻ. Còn bằng không, anh chị em có thể chọn cái người mà chúng ta cảm thấy thoải mái để thực tập. And now we can go and just randomly number 1 to 1 to, and then so that you just be able to pick. If not, you want to select someone you prefer to witness to, we can do that too. Giữa hai người chúng ta chọn người nào làm người số 1, người nào làm người số 2. Between us, who wants to be 1 and who wants to be 2. Và khi chúng ta chọn xong rồi, thì người số 2 đi trước người số 1. And after we pick, the 2 will go first. Được không? Okay. Để rồi người số 1 sẽ chia sẻ cho người số 2 sau đó. And then the one will share and then the 2 will follow. Cái quan trọng là chúng ta chia sẻ với một người anh em mà yêu thương và kiên nhẫn với chúng ta. Để rồi chúng ta sẽ giản dị hơn để chúng ta trình bày cho một người mà chúng ta không quen thuộc và không thân lắm. The important thing is that we can share with one that's loving and that's patient with us so that we can be effective in sharing with people that we don't want to know. Chúng ta làm một cái thì giờ giới hạn của chúng ta tối đa là 15 phút. Mỗi điểm chúng ta dành 3 phút để chúng ta nói. Hai phút rưỡi cộng thêm với lại cái phần chúng ta trình bày về lời cầu nguyện để tiếp nhận Chúa. And so we try to limit the time to about 15 minutes. So each question is about 2.5 minutes plus the time to pray. Được chưa? Okay. Phần thờ phượng chúng ta rất là rộng. Anh chị em có thể không bị chi phối, chúng ta có thể tìm một cái nơi riêng tư một chút xíu và cầu nguyện xin Chúa cho chúng ta làm quen với cái công việc chúng ta chia sẻ về tin lành của Chúa. So our sanctuary is pretty big, so spread out, so you're not distracting each other. Okay. Amen. Let's go. Yeah. Okay. Right. Yeah. Nhớ phòng rộng lắm. Cảm ơn Chúa. Bây giờ là chúng ta là 1:59, cho nó là 2 giờ đi. Thì 2:15 người thứ hai chia sẻ cho người thứ nhất dừng lại. Sau đó thì chúng ta sẽ đổi vai trò. Người số 1 sẽ chia sẻ cho người số 2 từ 2:16 trở đi cho đến 2:30.
phần khác, kể như là chúng ta đã trải qua rồi, chúng ta đã mở đầu câu chuyện, chúng ta hỏi thăm là họ có bao giờ nghe câu văn chương 3 câu 16 chưa. Và nếu họ cho phép thì chúng ta bắt đầu và chúng ta trình bày với câu văn chương 3 câu 16 trước. Rồi sau đó chúng ta sẽ hỏi 5 câu hỏi. Mỗi phần của câu hỏi chúng ta giải thích về cái phần đó, về sự sống đời đời, về Đức Chúa Trời. Có một câu hỏi đó là khi chúng ta trình bày rồi thì chúng ta dùng cái chữ chúng ta hay là bạn thì sao cũng được, nhưng mà cá nhân tôi đó, khi chúng ta dùng chữ chúng ta đó thì nó nhẹ hơn cho cái người nghe. Bởi vì sau này chúng ta đụng đến cái vấn đề là nói về tội lỗi đó, thì nếu chúng ta nói rằng bạn thôi đó thì có vẻ như là chúng ta chỉ tay vào họ liền. Nhưng mà nói đến chúng ta có nghĩa là mình cũng đã từng ở trong cái hoàn cảnh như vậy. Chúng ta là một mà cũng là tội nhân, bây giờ mình được tha thứ đó. Rồi lý do chúng ta sử dụng chữ chúng ta là như vậy. Ok. Cứu chưa? Được cứu chưa? Những người nghe được cứu chưa?
Bây giờ là 2:07. Hy vọng là các anh chị đã chia sẻ được gần xong rồi phải không? Ok. Nếu mà chúng ta chưa đi tới đâu có nghĩa là chúng ta đi lạc đề rồi, trật đường rầy đó. Trở lại với 5 câu hỏi và trả lời 5 câu hỏi đó bằng những điểm cần thiết về tin lành cứu rỗi của Chúa cho người nghèo. Có một toán là đã hoàn tất mà đã cầu nguyện cho tin Chúa luôn rồi. Cảm ơn Chúa. Bao nhiêu toán đã trình bày xong và đã hướng dẫn cầu nguyện? Ok, 2, 3. Ok. Cả nhóm khác chúng ta để ý đến cái thời lượng chúng ta có. Thường là khi chúng ta làm chứng ở bên ngoài, chúng ta cũng có một thời gian rất là giới hạn, cho nên chúng ta phải tập để cái lời chia sẻ của chúng ta nó phải thật là sắc bén, không dư không thiếu, để chúng ta nắm lấy cái thời lượng mà chúng ta có được và chúng ta trình bày về tin lành của Chúa ngắn gọn nhưng mà đầy đủ cho sự cứu rỗi. Chúa thì chúng ta đã có cơ hội thực tập. Có bao nhiêu người, các nhóm đã xong hết chưa? Có nhiều người mới tin Chúa. Cảm ơn Chúa. Kết quả, cảm ơn Chúa. Cảm ơn Chúa. Rồi, cái người nghe với cái người số 1 đó, thì khi chúng ta nghe, chúng ta thấy như thế nào? Có rõ nghĩa, có thấy là đủ để mình tiếp nhận Chúa làm cứu Chúa đời sống không? Ok, it's good, good. Cảm ơn Chúa. Rồi, khi chúng ta trình bày thì chúng tôi khuyến khích là anh chị em là người đã học thuộc lòng thì là tốt, còn ai chưa học thuộc câu văn chương 3 câu 16 đó thì nên học thuộc lòng để chúng ta nhớ luôn cái câu kinh thánh này và chúng ta nhắc đến 5 cái chữ quan trọng đó. Vì Đức Chúa Trời yêu thương thế gian đến nỗi đã ban con một của Ngài, hầu cho hễ ai tin con ấy không bị hư mất mà được sự sống đời đời. Thì như vậy chúng ta 5 cái câu hỏi này nó dựa trên một câu kinh thánh đó mà thôi. Lý do mà chúng tôi cầu nguyện và chọn cái phương pháp này bởi vì nó đơn giản, không cần phải có nhiều tài liệu, mà chúng ta chỉ cần nhớ một câu kinh thánh thôi. Bởi vì nó là câu kinh thánh mà nhiều người đã công nhận nó là trái tim của tin lành đó. Có nghĩa là đủ để một người có thể biết tin để đủ cho sự cứu rỗi. Cho nên chúng ta chọn. Và một cái phước hạnh khác nữa là
chúng ta có thể huấn luyện lại cho người khác một cách rất là đơn giản, bởi vì chỉ cần học thuộc câu kinh thánh rất là quen thuộc này mà thôi, thì chúng ta có thể giúp cho người ta trở nên một người có thể chia sẻ đức tin của mình với cái dụng cụ hết sức là đơn giản này, nhưng mà đầy đủ ý nghĩa và đầy quyền năng. Để câu kinh thánh này đã thay đổi không biết bao nhiêu cuộc đời, đã đem họ đến sự cứu rỗi. Cho nên đơn giản không có nghĩa là không có giá trị, nhưng mà vì nó bao gồm tất cả những gì quan trọng để chúng ta có thể kinh nghiệm sự sống đời đời. Và nhất là nó ra từ chính miệng Đức Chúa Giêsu đã phán những điều này. Amen anh chị em. Bây giờ chúng ta đổi vai trò. Thì nhớ cái người số 1 mà nãy giờ mình đã lắng nghe đó. Bây giờ mình cũng xin làm ơn là mình cũng dễ thương đối với người chia sẻ. Đừng bắt bớ họ. Để chúng ta khích lệ, để anh chị em chúng ta tập, để chúng ta chia sẻ tin lành cho nhau. Ok, bây giờ thì người số 1 chia sẻ cho người số 2. Bây giờ là 2:14. Chúng ta sẽ có lên đến 15 phút, 2:30 thì chúng ta sẽ tất cả các nhóm phải dừng lại, và chúng tôi đúc kết một số vấn đề và chúng ta sẽ đi tiếp cái phần thực tập. Thank you.
lần nữa nhắc nhở anh chị em nhớ sử dụng 5 câu hỏi để giữ cho chúng ta có một cái đường rầy, có một cái dàn bài để chúng ta trình bày một cách đầy đủ cho sự cứu rỗi và cho người nghe biết đủ để khi họ tiếp nhận, để họ có thể tiếp nhận sự sống đời đời như Chúa Ngài đã định. Chúa muốn chúng ta có và kinh nghiệm điều gì theo như câu kinh thánh này? Điều gì khiến cho chúng ta không thể kinh nghiệm sự sống này? Tội lỗi. Tấm lòng của Đức Chúa Trời, câu hỏi này đã được suy nghĩ và đã được chọn lọc một cách rất là kỹ lưỡng. All these questions has been prepared and orderly, very deep in detail. Nhất là câu số 5. Especially the fifth question. Chị em có biết như tôi đã làm chứng câu kinh thánh này đã giúp cho tôi thật sự được cứu. Like I've shared with you, this Bible verse has helped me to be saved. Truly saved. Truly saved. Bởi tôi lớn lên trong gia đình của cha mẹ là người tin lành. Because I live as my parents were Christian. Đi nhà thờ từ nhỏ. I go to church from a young age. Và tôi đã được khuyến khích và học thuộc lòng rất là nhiều kinh thánh. And I was encouraged and to remember a lot of Bible verses. Và tôi cũng đã có một cái khả năng để có thể trình bày lại những gì mà mình đã học. And I had the ability to share what I've learned. Tôi đã từng đại diện cho cả lớp để chia sẻ với hội thánh sau thánh kinh mùa hè những bài mình học được cho cả hội thánh nghe. And I was voted to share everything that we've learned in Bible summer Bible school. Nhưng mà chưa thật sự được cứu. But I wasn't truly saved. Cho đến khi tôi hiểu được cái đức tin mà văn chương 3 câu 16 này nói là đức tin như thế nào. Until I really understand what John 3:16, what believing that faith really takes. Đức tin này hơn là chỉ biết về Đức Chúa Giêsu. This faith is not only to know Jesus Christ. About Jesus Christ. Và đây là điều mà rất là nhiều người có thể ở trong giáo hội Công giáo La Mã, có thể là trong nhà thờ Tin lành, chúng ta biết về Chúa Giêsu. And so this is one thing that we probably know a lot of people in the Catholic Church or even in the Baptist Church, they know about Jesus. Nó cũng hơn là kêu xin sự cứu giúp khi mình có cần. It's more than just asking help when we need it. Nhưng mà là một cái niềm tin cam kết tin nhận điều Chúa Giêsu đã làm cho chính cá nhân của mình. But is a faith a commitment to say that Jesus is my savior personally? Tin cậy và giao phó linh hồn của mình cho Chúa Giêsu. Having this faith to give our soul into Jesus' hand. Để có thể tiếp nhận Ngài làm cứu Chúa của đời sống của cá nhân mình. To say that he is our savior personally. Và là cái quyết định của chính cá nhân của mình. It's something that we have to commit personally. Vì khi còn nhỏ tôi được đưa đến nhà thờ từ nhỏ. And as I was a child, I was led to come to church. Và nghĩ rằng mình đã là người tin lành, mình là người con cái của Chúa rồi. And believe that I'm a Christian, I'm child of God. Và khi tôi làm cái gì sai bị ba mẹ đánh đòn xong, ba tôi thường kêu tôi đi vào phòng riêng và từ đó quỳ gối cầu nguyện ăn năn tội với Chúa. And so when I do something wrong, my dad would whip me and tell me to go to the room and repent to God. Thì tôi nghĩ rằng tội của tôi đã xưng hết rồi, không còn, tại vì lúc nhỏ lớn lên cũng hư hỏng lắm, bị đòn thường lắm, bị đuổi vô trong phòng ăn năn tội với Chúa thường lắm. And so I believe, you know, I confess all my sins, and you know, when I was growing up, I was a bad, bad boy. And so, nhưng mà cho đến chừng ngày hôm đó, khi tôi đứng ở trên bông tàu, ở trên cabin của tàu, nhìn ra ngoài đại dương và sắp chết, thì mới biết được rằng trước đến giờ mình bị bắt để ăn năn tội và nghĩ rằng mình tin Chúa Giêsu, nhưng mà thật sự đó không phải là cái quyết định của cá nhân của mình. And then, up until the moment where I was standing on the deck and I'm looking out in the sea, to the point where I'm close to death. And I think I will remember back all that time I was forced to confess my sins, but I never truly confessed my sins. Cho nên tất cả những câu hỏi này nó rất là quan trọng mà chúng tôi đưa vào trong cái dàn bài này để khích lệ anh chị em sử dụng mà theo sát cái dàn bài này để anh chị em trình bày cho người ta đủ cho sự cứu rỗi. And then, so these questions are very important and it's laid out in order so that when we apply it, we affirm every aspect of their salvation.
Một điều khác nữa là cái câu hỏi số 5 này nó rất là quan trọng. Another important point about this question number 5 is có một số người họ bị xúc phạm lắm khi chúng ta kêu họ tin Chúa. And some people are offended when we ask them to accept Christ. Bởi vì họ nghĩ họ đã tin Chúa rồi. Because they say, "Oh, I believe in Christ." Bởi vì họ đã nghe về Đức Chúa Giêsu. Because they've heard about Jesus Christ. Hay là khi họ có những nhu cầu trong đời sống, họ đã cầu nguyện và thấy Chúa Ngài có đáp lời, Ngài có giải quyết những nan đề khó khăn cho họ. Or when they face certain situation that's hard, they prayed that God would respond, would help them in that situation. Tức là họ có đức tin nơi Đức Chúa Trời đó. And so they have faith in God. Nhưng mà đức tin của họ chỉ là tin rằng Đức Chúa Trời có thật và Ngài là đấng có quyền năng để đáp lời cầu nguyện cho họ. But only faith that God is real and He has the authority to help them. Nhưng mà đức tin đó không cứu chúng ta. But that faith doesn't save us. Nhiều người bị mắc kẹt ở chỗ đó. And a lot of people are stuck in that situation. Tôi có lần đã giới thiệu và rất là nhiều người khi hiểu được họ mới nhận biết được rằng họ từ trước đến giờ chỉ biết về Đức Chúa Giêsu, biết về Đức Chúa Trời. Chưa bao giờ mời nhận Chúa Giêsu làm cứu Chúa của cá nhân họ. I have shared that many people, they have said that I know about Christ, about God, but never really accept Christ personally. Ở trong 2 năm từ năm 1980 cho đến năm 82 ở tại thành phố Houston này. And in 2 years from 1980 to 82 in this city of Houston. Tôi đã hướng dẫn gần 70 thanh niên trong các nhà thờ Tin Lành ở tại đây thật sự tin nhận Chúa làm cứu Chúa đời sống. And I have led more than 70 young men and women in this church to accept Christ. Và đến độ ông mục sư ông rất là giận và muốn đuổi tôi ra khỏi nhà thờ. To the point that the senior pastor was very angry and wanted to kick me out of church. Ông nói rằng đó là cháu nội, đó là cháu ngoại của mục sư đó mà sao? Là bây giờ kêu họ cầu nguyện tin nhận Chúa Giêsu làm cứu Chúa đời sống. That's the grandkids of the pastor. Why are you leading them to accept Christ as their savior? Nhưng mà bởi cái kinh nghiệm cá nhân của tôi đã chia sẻ một cách cặn kẽ những điều tôi giúp đỡ để anh chị huấn luyện cho anh chị em ở tại đây. But because of my personal experience, so I share in a detail and train our brothers and sisters here. Bởi vì tin về Đức Chúa Giêsu không đủ cho sự cứu rỗi. Because believing about God is not something that is enough for salvation. Nhưng mà đức tin để có thể được cứu đó là khi hãy ai tin con ấy, tức là tin Chúa Giêsu là giải pháp của Đức Chúa Trời cho tội lỗi của mình. And so believing is that whoever believe in God is to handle, to take care of the situation of our sins. Và mở lòng ra để tiếp nhận Chúa Giêsu làm cứu Chúa của cá nhân mình. And to open our hearts to receive Christ as our Savior. Và tôi đã kinh nghiệm Đức Chúa Giêsu trong các trang của Kinh Thánh. And I have experienced God through the Bible, the words of the Word of from God. The page of the Bible. From the page of the Bible. Đã bước ra khỏi các trang của Kinh Thánh và bước vào trong cuộc đời của tôi. That step out in from the Word of God and experience in our life, in my life. Đó là cái kinh nghiệm mà tôi đã kinh nghiệm sự cứu rỗi thật ở trong đời sống của mình. And that's when I truly experienced true salvation. Cho nên cái kinh nghiệm đó xảy ra hơn 70 thanh niên, chúng tôi đã giúp đỡ họ tái xác nhận đức tin của họ nơi Chúa Giêsu và tuyên xưng đức tin của mình bằng phép báp têm. Thì ông mục sư lúc bây giờ ông rất là giận và ông nói rằng đây là điều không thể chấp nhận được. Nó được báp têm hồi nhỏ, nó là con cháu của mục sư, mà bây giờ lại sao phải đi qua cái việc này? Anh chị em vì chính vì mục sư đó cũng không hiểu cái sự cứu rỗi thật là gì. And so in that situation where we led more than 70 kids to renew their faith, to accept their faith in Christ, and even the pastor was just like, these are all grandkids of pastor, and he couldn't accept it. The reason why he couldn't accept it was he didn't believe, he didn't understand the true faith. Và cũng chính cái sự hiểu biết này mà tôi đã giúp đỡ cho nhiều người Công giáo trở lại tin Chúa. And even in this, I've helped many Catholic have renewed their faith in God. Nhiều lúc các anh em Công giáo họ đến hỏi tôi như là một cái thắc mắc để bắt bẻ tôi. And a lot of times Catholic would come and ask me a question to to trick me. Trick me. Nhưng mà họ hỏi gì chứ? Như vậy theo mục sư người Công giáo chết có được lên thiên đàng hay không? And so they ask, according to your belief, if a Catholic die, do they go to heaven? Tôi trả lời là người Tin Lành chết cũng xuống quả ngục, người Công giáo chết cũng xuống quả ngục. And my reply was that Catholic, they die, they'll go to hell, and there are even Baptists that die, they'll go to hell. Ôi như vậy ai mới được cứu? And they're like, oh, then who can be saved? Chỉ những người thật sự tin nhận Đức Giêsu làm cứu Chúa của mình mới được cứu. It's only the one that truly believe in Jesus
has saved him or her is saved. Bởi vì không có chỗ nào Kinh Thánh nói rằng giáo hội cứu chúng ta. There's nowhere in the Bible that says religion will save us. Luôn cả hội thánh, the church có thể cứu chúng ta. Not even the church can save us. Không có bất cứ một điều gì khác có thể cứu chúng ta. Nothing else can save us. Sinh ra trong gia đình có đạo cũng không cứu chúng ta. Even if we're born in a religious family, can't save us. Nhưng mà phải là một cái sự gặp gỡ một cách cá nhân bởi quyết định của cá nhân của chúng ta tin và nhận sự cứu rỗi của Đức Chúa Giêsu cho đời sống của mình. But it has to be a personal invitation to accept Christ in our life. Tôi chia sẻ điều đó để thuyết phục anh chị em là nên tận dụng năm câu hỏi này. Đừng đi cái cách nào khác bởi vì đã được suy nghĩ và đã trải nghiệm bằng suốt cuộc đời của tôi và rất là nhiều người. And I share this to encourage us brothers and sisters to really use this material because I've used this through my personal experience and through the ministry. Để cầu nguyện để Chúa Ngài sẽ dùng chúng ta để chúng ta cũng sẽ san sẻ ra cho nhiều người khác. And pray that we will multiply and give birth to many people. Một câu hỏi để giúp cho chúng ta trong những ngày sắp đến. The question to help us in the days to come. Anh chị em thấy nó giúp ích không? Brother and sister, do you see this cheat sheet? Is it helping? Tôi có ước mơ và nếu có người nào có thể giúp tôi sẽ chia sẻ bằng cái phao này. Rồi in thêm cái mặt sao, mặt trắng đó. Câu cầu nguyện mẫu mà chúng ta có. And I'll also ask someone to help to print on the back side the prayer for the fallen prayer. Giờ chúng ta bọc nhựa cái thẻ này. And then we laminate this. Và chúng ta để nó làm cái bookmark ở trong cuốn Kinh Thánh của chúng ta. And we leave it as a bookmark in our Bible. Được không? Is it possible? Thì bởi vì một trang này thì nó dễ để chúng ta bị ướt hay là bị hư. Nhưng nếu chúng ta bọc nhựa, chúng ta để và chọn nó để làm một cái bookmark ở trong cuốn Kinh Thánh của chúng ta thì chúng ta sẽ giữ nó được dài lâu, phải không? Because this thing can be easily wet and be destroyed if we can laminate it and put it in the Bible, we can keep it for a long time. Ngoài có sự cảm động, tôi có thể gặp tôi sau giờ này để tôi sẽ nhờ anh chị đó thực hiện công việc này để giúp cho và chúng ta sẽ phổ biến tài liệu này cho nhiều người. And if anybody is moved, I'd like to invite to help in that, and then we'll multiply this for many people. Để chúng ta kết thúc, tôi có một vài điều muốn nhắc nhở anh chị em. To conclude, there's a couple things I'd like to remind our brother and sister. Luôn luôn cầu nguyện để sẵn sàng để được Chúa Ngài sử dụng. Always pray and be ready that God will use us. Hãy cầu nguyện lời cầu nguyện có con đây, xin hãy sai con, xin sử dụng con. Pray and says, here I am, God, use me. Ai là người Chúa muốn con chia sẻ tin lành cho họ? Who is the one that wants to be used to share the good news? Cầu nguyện và tin rằng Chúa Ngài sẽ đáp lời cầu nguyện của chúng ta. Pray and believe that God will respond to our prayer. Chúa chỉ ai đó chúng ta chia sẻ cho họ. God points to whoever we share with them. Được không, Jim? Is it possible? Yeah. Phải luôn sẵn sàng. Be ready always. Và để chúng ta luôn sẵn sàng có một việc khác rất đơn giản nhưng mà giúp cho chúng ta. And for us to be always ready, there's something that can help us. Giống như trong lĩnh vực về cầu nguyện cho sự chữa lành. Even in a prayer for healing. Lời của Chúa nói rằng trong anh em có ai đau ốm chăng? The word God says among us is anyone sick. Hãy mời các trưởng lão đến. Ask the elders. Các trưởng lão nhân danh Chúa sức dầu cầu nguyện cho người bệnh. The elders will call upon the name of God, anoint oil and bring the healing. Và lời cầu nguyện bởi đức tin Chúa sẽ đỡ kẻ bệnh dậy. And a prayer with faith, God will heal. Thì tôi hỏi gì chứ những người trong hội thánh có vâng lời Chúa cho câu Kinh Thánh này hay không? And so I ask the church, are we obedient to this Bible verse? Nếu vâng lời thì có sắm dầu ở trong người của mình sẵn sàng để có thể sức dầu và cầu nguyện cho người bệnh không? And so if you in obedience, are you preparing anointing oil in your coat? Anh chị em chỉ cái chuyện đơn giản đó thôi mà từ mục sư cho đến tín đồ tôi đã gặp hàng ngàn người không có sự chuẩn bị đó. And so even in that simple principle, when I ask from even pastors to church goer, there's thousands of people they don't even prepare. Nên sau đó thì nhiều anh em đã chuẩn bị sẵn ít nhất là mình có dầu để chuẩn bị sức dầu cầu nguyện cho người bệnh, Chúa sẽ đỡ kẻ bệnh dậy. And so after that, we saw many brothers and sisters they prepare the anointing oil to pray for the sick. Và điều lạ lùng là khi chúng ta chuẩn bị, Chúa Ngài sẽ sai phái chúng ta. And the strange thing is that when we are prepared, God will send us. Vì chúng ta đang được huấn luyện tại đây, nhớ học thuộc văn chương 3 câu 16. And so we're training here, remember and memorize John 3:16. Mỗi ngày cầu nguyện, xin Chúa sai phái con sử dụng con.
Each day pray, God, send me, use me. Ai là người mà Chúa muốn con chia sẻ tin lành cho họ? Who are the people that God wants me to share the good news? Và một cái điều đơn giản nữa nhưng mà rất là quan trọng để giúp cho chúng ta chia sẻ tin lành của Chúa. And another thing that's very simple and that helps us to share the gospel. Đó là chúng ta sắm sẵn kẹo thơm ở trong người của mình. We need to prepare mint in our body and our coat. Bởi vì khi chúng ta chia sẻ, chúng ta ngồi rất là gần với người để chúng ta chia sẻ tin lành của Chúa. So when we share the gospel, a lot of times we're sitting pretty close. Nhiều khi hoàn cảnh của chúng ta ở trong một cái môi trường nào đó, chúng ta không thể nói lớn được mà chúng ta phải nói gần, ở gần, sát gần một người để chúng ta chia sẻ với họ ở trong cái không khí mà chúng ta đang phải đối diện đó. And so there's a situation where we can't speak loud, we gotta be very soft in that situation. Cho nên kẹo thơm làm cho hơi thở chúng ta thơm tho và chúng ta chia sẻ mà người ta không có bực mình khó chịu vì họ không còn có thể nghe chúng ta nói cái gì nữa vì cái hơi thở của chúng ta cần phải có được air fresh. So the mint cell will give us, you know, that fresh breath of air so that when if our breath is not fresh, you know, it will cause them to be frustrated and they can't even hear what we're talking about anymore. Giờ nói xong cái chuyện nó nhỏ xíu hồi xưa cũng nhắc đến. Yeah, brother and sister, you said that's a small thing. Why you remind? Chúng ta luôn luôn sẵn sàng. We always need to be in a state of preparation. Để trả lời cho những người thắc mắc về niềm tin của chúng ta. To answer those people that are questioning our faith. Như người cầu nguyện chữa lành cần chuẩn bị dầu. Like a person that's praying for healing needs anointing oil. Người làm chứng chúng ta cần thuộc câu kinh thánh của chúng ta, năm câu hỏi này, và ít nhất là chúng ta có kẹo thơm ở trong người của chúng ta. An evangelist has to remember this 5 question and at least have mint in our coat. Amen, Jim. Amen, brother and sister. Khi chúng tôi huấn luyện về chứng đạo, chúng tôi thường hay nói kệ cái điều này. And so when we do training about evangelism, I should share about this. Nhiều khi chúng ta mời cái người bạn đồng đội của mình một cái viên kẹo. And so we even offer our brother and sister mint. Nhiều khi họ từ chối, nó không cần, không cần. And they say, oh no, I don't need it, I don't need it. Thì chúng ta nói làm ơn. Please. Những chuyện đơn giản như vậy. Simple things like that. Nhưng mà nó cũng rất là cần thiết để nói lên chúng ta sẵn sàng. But it's very needed. It speaks the volume of us being ready. Như xe chúng ta đổ xăng. In like car, we need to fill up the gas. Và các cái bánh xe của chúng ta bơm căng đầy. And our tires are properly inflated. Khi cần chúng ta nổ máy là chúng ta đạp ga chúng ta đi. And when it's needed, we just turn on the car and step on the pedal and go. Đối với chứng đạo cũng phải như vậy. And evangelism, very same way. Mỗi ngày cầu nguyện. Each day pray. Thuộc lòng những gì chúng ta chia sẻ. Remember the things that we're sharing. Mắt mở ra quan sát. Examine. Khi Chúa ngài chỉ cho chúng ta ai là người chúng ta sẽ chia sẻ. And when God points to us, who are the person we need to share? Cánh cửa cơ hội mở ra cho chúng ta. The door is open. Bước qua những cánh cửa đó. Step into it. Nhớ câu chuyện của một sư Moody mà tôi kể ngày hôm nay. Do you remember the story about D.L. Pastor D.L. Moody? Nhiều khi chúng ta đánh mất cái cơ hội. A lot of times we lose the opportunity. Vì Chúa ngài hướng dẫn chúng ta mà chúng ta không làm liền. And when God leads us and we don't do it right away. Và cái hậu quả thì có thể là chúng ta sẽ không bao giờ có cơ hội gặp lại cái người đó. And the result is that we may never have the opportunity to see that person again. Và tương lai đời đời chúng ta cũng không biết họ đi về đâu. And the eternal life, we don't even know where they are. Amen, anh chị em. Amen, brother and sister. Anh chị em thấy như điều này có giúp đỡ được cho anh chị em không? Do you see this helpful? Okay. Amen. Nhớ thực tập. Remember to practice, share. Và nếu chúng ta cần phải thực tập nhiều hơn nữa. If we need more practice. Gặp các anh chị em của chúng ta và chúng ta xin phép họ để chúng ta có thể chia sẻ về tin lành của Chúa cho họ để họ góp ý cho chúng ta xem có điều gì chúng ta cần trau dồi thêm. And so meet with our brothers and sisters in Christ and share and then ask them for feedback on what we need to change. Và điều mà tôi xin yêu cầu từ các anh chị em. And one thing that I ask of you, brother and sister. Đó là khi có kết quả xin về báo cho tôi biết để tôi có thể cùng ngợi khen Chúa với anh chị em. And so when you see result, please, please let me know so I can praise the Lord. Bởi vì Đức Chúa Giêsu sai phái các môn đồ của Chúa đi ra. Because God sent his disciples. Khi họ trở về họ báo cáo cho Chúa Giêsu. And when they return, they let God know. Và cái điều đó đã giúp đỡ cho họ là họ phải đi ra thật sự làm để có điều để báo cáo cho Chúa. And that thing that helps them to go out, to truly go out so that they can have result to bring back. Anh chị em, chúng tôi khích lại anh chị em bằng công việc như vậy. So brother and sister, I encourage you in this work. Và điều tôi cầu nguyện là trong tương lai. Pray that in the days coming.
sẽ có nhiều người trong hội thánh của Chúa. There are many of us in church here. Anh chị em hiểu, nắm bước được vấn đề, đi ra thực tập và có kết quả, chúng ta đầy kinh nghiệm. Understand and firmly grab this thing and to go out and have great results. Để rồi anh chị em sẽ được cắt đặt làm những người huấn luyện viên cho những khóa kế tiếp. And then so that you would be teachers for the coming training. Ước mơ của chúng tôi là tất cả những con cái của Chúa thuộc về VBC Houston biết đủ về tin lành cứu rỗi của Chúa để có thể chia sẻ cho ai đó để họ có thể tiếp nhận Chúa làm cứu Chúa của đời sống. Our dreams is that each and every one of us has BBC to understand the basic principle to share the gospel so that people would come to Christ. Và phương pháp với dân chương 3 câu 16 chia sẻ tin lành với dân chương 3 câu 16 này là đơn giản nhất mà tôi có thể chia sẻ với anh chị em. And the principle in John 3:16 is the most simple principle I can share with you brothers. Amen. Amen. Có bao nhiêu người cảm thấy mình sẽ là người huấn luyện viên kế tiếp? I saw some hand. Cảm ơn Chúa. Cảm ơn Chúa. Sử dụng, làm, áp dụng để rồi chúng ta sẽ có nhiều kinh nghiệm với cái phương pháp chính là we have experience. Và cho chúng ta có thể chia sẻ với anh chị em của chúng ta. Then we can share with our brother and sister. Chúng ta có thể chia sẻ lý thuyết nhưng mà nó sẽ không mạnh mẽ bằng chúng ta chia sẻ với đầy kinh nghiệm. We can share about theory but it's not as powerful as we can share experience. Chúng ta đứng lên chúng ta cầu nguyện. Let's stand up and pray. Chúa giáo chúng con cảm ơn Ngài vì lời hứa và lời tiên tri rằng Chúa sẽ sử dụng người Việt Nam của chúng con, hội thánh của Chúa. Beloved Father, we thank you for the promise and the prophecy that you will use the Vietnamese church. Để chúng con có thể được Chúa Ngài sử dụng và đến với thành phố này qua cuộc đời của chúng con, qua hội thánh của Ngài. That you will use us for the city through our church and through our life. Để xin Chúa ban ơn trên chúng con. May you bless us. Sức dầu trên chúng con. Anoint us with oil. Cùng làm việc với chúng con. Work with us. Để chúng con sẽ chinh phục nhiều người đến với Chúa. So that we would bring many to you. Mở mang hội thánh của Ngài. Open your church, God. Sự cứu rỗi của Chúa tràn ra khắp thành phố của chúng con. Your salvation would overflow the city. Để chúng con thay đổi thành phố này. That we change the city. Mỗi lần một người. One person at a time. Chúng con ngợi khen Ngài. We praise you, God. Và chúng con thành kính cầu nguyện. We pray this. Trong danh Chúa Jesus Christ. In the name of the Lord Jesus Christ. Amen. Amen. Chúng con phước trên anh chị em. Ra đi kết quả và trở về cho chúng tôi biết để chúng ta cùng nhau tạ ơn Chúa. Bless you, brother and sister. Go out and bring great harvest, and then we will praise the God together. Amen. Amen. Chúa ban phước trên anh chị em. Blessing to you, brothers. Anh chị em thấy được sự dạy dỗ, động chạm thăm viếng từ Chúa qua bài giảng của mục sư. Nhớ hãy chia sẻ video trên mạng cộng đồng cho nhiều người được biết. Chúa yêu bạn rất nhiều.